Cái video này mình sẽ nói về tiền điện tử và những thông tin mới nhất của tiền điện tử. Turkey là một cái nước đang trải nghiệm một sự lạm phát rất rất cao, lên tới 60-70%. Và những năm vừa rồi cũng như vậy. Bởi vì vậy, con người ở Turkey, nghe là dịch ra tiếng Việt là như là thổ Hoa Kỳ hay sao đó. Ok. Thì thống kê cho thấy những cái người mà dùng mạng điện tử ngay bây giờ là 25% những cái người dùng mạng điện tử thì đang sở hữu Bitcoin và tiền điện tử. Và cái nước đó là cái nước ngay bây giờ đang sở hữu tiền điện tử cũng giống như Bitcoin cao nhất thế giới. Thì mình phải đặt ra câu hỏi tại sao. Và câu trả lời là lạm phát. Ok, lạm phát lên tới 60-70% luôn những năm vừa rồi và cũng giống như năm này. Bởi vì vậy, ok, tiền điện tử và CBDC là Bitcoin là một sự cứu vớt những cái người đang ở Turkey. Thông tin đầu tiên. Thông tin thứ hai, crypto.com thì mới dùng một cái nhóm thứ ba để kiểm duyệt cái tài sản của mình. Thì ngay bây giờ cái tài sản của họ với những gì những cái người đầu tư bỏ lên cái sàn của nó thì là mọi thứ thì ok, có nghĩa là nó ngay bây giờ crypto.com ngay bây giờ có nhiều tài sản hơn cái tiền những người đầu tư bỏ lên cái sàn crypto.com. ok. EU là châu Âu vừa rồi mới đẩy thêm luật mới nha, là người ta sẽ track tất cả những cái giao dịch, mục tiêu là để đánh thuế. Bởi vì châu Âu cũng là cũng ngay bây giờ còn trải nghiệm cái sự lạm phát còn ghê gớm hơn Mỹ nữa. Bởi vì vậy người ta phải tìm ra một cái nguồn nào để có thu nhập nha, để có thu nhập. Thì ngay bây giờ là những cái luật nó đang đẩy ra ở bên châu Âu để đánh thuế. Okay. Cũng giống như mình đang nói về châu Âu thì mình đang nói luôn Nga ngay bây giờ. Thì cái người chuyên gia ở Nga, ok, thì ra tuyên bố là ok, Năm này người ta sẽ dùng năng lượng gấp đôi để đào Bitcoin. Người ta đang nhảy tay và chân vô để đào Bitcoin. Thì người ta nghĩ sao về Bitcoin trong tương lai?